nghe đi, rốt cuộc cái gì đã xảy ra? Nào, à, để chú Tuấn nói lại với ba. Nào đi nào. Dẫn dẫn vô đây đứng trước. Rồi ba người kia đi đi. Rồi dẫn ra cái kia đi. Đây. Rồi đi. Rồi đứng bước lên. Xin biết thuốc. Kỹ thuật. Trong đó đã bỏ được vài tháng rồi. Anh tên Hậu nha. Dạ, yeah, Hậu hả? Dạ, Ngọc Hậu. Ngọc Hậu. Em muốn thấy trên phim là biết rồi. Dạ, em cũng đang chuẩn bị đi học, cách đây chuẩn bị qua Tết, chắc em đi xin qua. Ồ, dạ hả? Rồi đi, đi, bước chậm, bước chậm. Thôi. Cô ấy cũng biết việc tôi mà tù à. Chậm thôi. Nãy giờ là nói cho em đâu rồi, dùng rung lái thế mà. Dịch cô ấy đã chạy rồn ráo khắp nơi để tìm cách xác minh cho tôi anh. Muốn xác minh cho tôi. Không vâng, cô ấy đã lần ra tận móng cái. Chị về đây chị cũng rành tiếng Việt quá hả? À, đi cũng mấy chục năm rồi, cũng còn nói được. Nhưng mà nhiều cái từ mới giờ thì quên. Để nhờ can thiệp với bên kiểm sát. Đã đến tòa soạn báo. Đã... Xong rồi Tuấn nói tiếp, ông Bằng, ông Dương. Và một người phụ nữ tên là anh đi. Ở móng cái. Gửi lời hỏi thăm anh. Hẹn sẽ đến gặp anh vào một ngày gần nhất. Những người này đã giúp đỡ cô ấy nhiều lắm để tìm ra sự thật. Bố nè, cho mình xin một phiếu nữa. Đi. Tuấn thú thật. Anh đừng quen đồ có đốt vậy. Thôi chị đó kìa. Chị kia kìa. Ừ, cắt đi. Đứa em là chỗ đồ quen của bên anh Tuấn luôn đó. Đi chờ tao nói. Alo. Ai nói đi, rẻ lắm. Này bắt cỡ hả?